Để có những chậu hoa xinh xắn xuống chợ vào khoảng ngày 25-26 tháng Chạp nhằm cung ứng cho thị trường hoa Tết, thì người trồng hoa phải chuẩn bị từ rất sớm, có thể là trước từ 2 tháng cho đến 6 tháng tùy theo loại hoa. Để những chậu hoa đạt chất lượng thì đòi hỏi bông phải to, hoa nở đều và trúng dịp Tết. Thế nên đòi hỏi những người trồng hoa phải bỏ rất nhiều công sức. Hiện chị Võ Thị Hiếu ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ tất bật cho vụ qua Tết Nguyên Đán 2025. Mặc dù không trồng chuyên về mặt hàng hoa kiểng, nhưng hơn 10 năm nay, năm nào cũng thế, ngoài việc chuẩn bị xuống giống dưa hấu, thì chỉ còn trồng thêm gần 1.000 chậu hoa Tết đủ các loại, trong đó phần lớn là cúc Đài Loan. Ngoài hoa thì còn trồng dưa hấu, xong mình kia tới mình đổi vụ mình trồng bí. Qua Tết cái mình trồng bí, cũng có nhiều gãy thì mình làm đi mình lại hoài vậy đó. Năm thì có một vụ bông Tết nè, chứ ngày thường không có trồng bông thường. Đồ lon chắc hơi nhiều hơn đồ lớn. Còn như mình trồng mà gọn mình cái loại mình không có tiếng kèo á. Nên cho mình dễ săn sóc năm nay trồng dưa. Đã gần 20 năm trồng hoa vạn thọ quanh năm để bỏ muối cho các tiểu thương vào dịp rằm 30 mùng 1 âm lịch hàng tháng. Thì vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán, gia đình chị Hà Thị Huệ ở khu vực Bình An, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ cũng chuẩn bị thêm các mặt hàng qua Tết. Năm nay, chị Huệ chuẩn bị khoảng 2.200 giỏ qua Tết, chủ yếu là cúc Đài Loan, cát tường, cúc mini. Nhưng hiện nay đã xuống giống cúc Đài Loan, cát tường, còn cúc mini thì tầm bước sang tháng 11 âm lịch. Dịp Tết thì mình có trồng cúc này kia, còn ngày thường thì trồng thọ không à. Ở đó trồng bội, trồng bông bọc không à. Cái đầu thấy thôi trồng bông bội bán mới có tiền hơn bông bọc. Hiện tại thì so với năm rồi thì nó ít hơn. Tại bà con năm rồi cũng rút kinh nghiệm, những cái loại hoa nào bán chậm thì năm nay người ta sẽ hạn chế. Nở nó không có đúng thời vụ, nó trễ như hoa hướng dương đó. Còn cúc thì cũng do nhiều khi cuối năm á, mưa cái nó dập cái xấu bán không được. Thời tiết cũng mưa bão hoài không biết là sao nữa. Hy vọng là nó sẽ tốt hơn năm rồi. Khoảng tháng 8 âm lịch, bà con nông dân ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị vào vụ hoa Tết. Tùy mỗi loại hoa có thời gian sinh trưởng mà gieo trồng vào những thời điểm khác nhau. Nhưng để chuẩn bị cho một vụ hoa Tết rực rỡ, ngoài yếu tố kỹ thuật thì kinh nghiệm và niềm đam mê của người trồng cũng rất quan trọng. Cùng với đó, hy vọng từ nay đến cuối năm, thời tiết thuận lợi để hoa đạt chất lượng, phục vụ tốt nhu cầu thị trường hoa Tết năm 2025 sắp tới.